Ngày 1 tháng 11, thời tiết tại Quảng Bình đã khô ráo, mực nước ở các vùng cô lập đang ngập dần. Sau hơn 3 ngày ngập sâu, tại các địa bàn rốn lũ của huyện Lệ Thủy, nước đã bắt đầu rút, thời tiết khô ráo. Tranh thủ thời tiết này, người dân đã dọn dẹp nhà cửa. Để đảm bảo cơ sở vật chất sớm đón học sinh trở lại trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã triển khai 30 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ các giáo viên và học sinh vệ sinh trường lớp. Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, thì đã cử hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên của Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia khắc phục hậu quả lụt sau lũ lụt, cho giúp bà con nhân dân huyện Lệ Thủy cũng như các trường học trên địa bàn, giúp bà con nhân dân ổn định cuộc sống cũng như là giúp các em học sinh có thể đến trường trở lại học tập được sớm hơn. Bên cạnh đó, lực lượng quân y đã hỗ trợ một số gia đình khử khuẩn giếng nước sau mưa lũ để sinh hoạt an toàn hơn, đồng thời đến tận nơi thăm khám và cấp phát thuốc tại nhà dân. Trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã có kế hoạch chỉ đạo cho lực lượng quân y sẵn sàng các thuốc và các loại chất khử trùng để tập trung vào các vùng là có nguy cơ ô nhiễm để kịp thời xử lý, bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ đời sống cho nhân dân. Tại Lệ Thủy vẫn còn hai xã bị ngập sâu, đó là Phong Thủy và Lộc Thủy. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục duy trì tổ công tác hỗ trợ vệ sinh các điểm trường khi nước rút và vệ sinh phòng dịch.